Chia tay với anh Nguyễn Văn Kha, Ngọc Quyền và ekip đoàn phim hướng về một địa điểm di tích rất tâm linh trong lòng người dân miền Tây ở cách cửa sông Kiên không xa. Đó là di tích lịch sử văn hóa, đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ngôi đền nằm đối diện dòng sông êm đềm ngay sát cửa biển và rợp mát dưới bóng cây bồ đề cổ thụ. Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng dân tộc được nhân dân khắp nơi yêu kính. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp thì cụ cùng với nghĩa quân của mình đã lập nên những chiến công vang dội. Mà nổi bật nhất phải kể đến đó là trận đốt tàu Pháp Esperance trên dàm sông Nhật Tảo tại tỉnh Long An vào năm 1861. Ngày nay để tưởng nhớ công đức của cụ thì người ta đã lập nên đền thờ Nguyễn Trung Trực, hay còn gọi là đền thờ Nguyễn Trung Trực ở khắp nơi, và đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá là một trong số 9 ngôi đền có mặt sớm nhất và có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bước qua cổng đền là bức tượng anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đúc bằng đồng trong phong thái rất oai nghiêm, sống động với khí thế trung nghĩa bất khuất. Về mặt kiến trúc, đền Nguyễn Trung Trực được khởi dựng năm 1869 sau khi cụ mất. Đền được xây dựng theo kiểu chữ tam gồm chính điện, đông lan và tây lan. Tất cả kiến trúc đều theo phong cách truyền thống, mái đình cong lợp ngói âm dương. Đến đền thờ Nguyễn Trung Trực, cảm giác đầu tiên của du khách là không gian thanh tịnh, tạo cảm giác tôn nghiêm, thành kính. Theo nhiều tài liệu, Nguyễn Trung Trực sinh năm 1837, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Tân An, nay thuộc tỉnh Long An và Rạch Giá. Sinh thời, Nguyễn Trung Trực vốn là người thẳng tính, nên nhiều người gọi ông là Nguyễn Trung Trực. Sự nghiệp chống giặc ngoại xâm lẫy lừng khiến ông trở thành vị thần trong lòng nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được nhiều người biết đến với chiến công vang dội đốt cháy tàu Esperance của Pháp năm 1861 trên dàm Nhật Tảo. Trong trận đánh ngày 16 tháng 6 năm 1868, Nguyễn Trung Trực dẫn quân đánh úp đồn Rạch Giá, gây hoang mang trong quân lính Pháp. Sau đó, quân Pháp tăng cường quân càn quét, Nguyễn Trung Trực kéo quân về Hòn Chông, Kiên Giang, rồi ra Phú Quốc để tiếp tục chiến đấu. Nhưng quân Pháp quá mạnh, ông bị địch bắt. Cuộc kháng chiến của Nguyễn Trung Trực sớm kết thúc. Sau đó, ông bị xử chém đầu tại chợ Rạch Giá vào ngày 27 tháng 10 năm 1868. Chú ơi, ở đền thờ Nguyễn Trung Trực thì hàng năm cái lễ giỗ diễn ra khi nào? Hàng năm thì vào các cái ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch thì tổ chức cái lễ trước đây gọi là lễ giỗ của Nguyễn Trung Trực, và 3-4 năm gần đây thì đã nâng cấp gọi là lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Thì cái lễ giỗ thì mặc dù là trong 3 ngày nhưng mà thực tế là kéo dài là trên 10 ngày. Cái lễ giỗ của cụ Nguyễn thì nó vừa có cái tính cách cộng đồng rất cao, và thứ hai nữa là cái tầm ảnh hưởng là hiện nay là tương đối là rộng khắp. Dạ, như vậy là một cái tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, vô cùng rộng, và có thể xem là một cái lễ giỗ lớn nhất tại miền Tây của mình luôn. Bởi vì cụ Nguyễn là một người suốt đời lúc nào cũng lo cho dân, cho nước, lo cho cái sự độc lập của dân tộc. Và cụ Nguyễn có những cái câu nói đầy khí phách, không những khí phách của cụ Nguyễn mà đây là khí phách của dân tộc Việt Nam. Chẳng hạn như cái câu cụ Nguyễn là trả lời dứt khoát với viên thống soái Nam Kỳ Hồ Dê là không đầu hàng, bằng một câu là rất đơn giản, là bao giờ tay nhỏ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh tay. Một câu nói rất là bình dị mà đầy khí phách của dân tộc. Ngọc Quyền rời khỏi khu vực chánh điện để ra bên ngoài và có dịp nhìn kỹ lại một lần nữa cảnh quan ngôi đền thờ, và chợt cảm nhận một điều gì đó thật linh thiêng, xen lẫn niềm tự hào về bậc tiền nhân anh hùng dân tộc đã có công với dân với nước. Quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa,
kiếm bạc kiên giang, khớp khớp quỷ thần. Nghĩa là lửa bừng giật tảo rên trời đất, kiếm tuốt kiên giang rợn quỷ thần.